Ngày 14 tháng 9, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Dương Hồng Thái, Nguyễn Tấn Thành, Hứa Huỳnh Hương về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Thanh Vũ, Thái Hồng Thịnh, Nguyễn Thành Thái cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật. Triên Hồ Thị Kim Thi, 25 tuổi, bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Phạm Quốc Khánh, 17 tuổi, bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật. Thi và Khánh bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, tháng 5 năm 2024, Đỗ Thị Trình, 31 tuổi, mượn thi 15 triệu đồng nhưng không trả. Tháng 6 năm 2024, Trình xin làm việc tại quán karaoke Tý Nị của vợ chồng thi ở Long Xuyên. Khi đến làm vào ngày 3 tháng 9, Trình mượn thêm 24 triệu đồng. Tuy nhiên, khi không trả lại số tiền đã mượn, Trình bị nhóm của Thi, Thái và đồng bọn đánh đập, đe dọa và ép gọi người thân trả tiền. Trình sau đó bị đưa về căn nhà ở phường Mỹ Phước, Long Xuyên để tiếp tục cầm giữ. Do có ý định bỏ trốn, Trình bị nhóm này đánh và dùng roi điện đe dọa. Đến ngày 6 tháng 9, Trình đu ống nước từ sân thượng xuống bỏ trốn, nhưng khi xuống đến gần mặt đất thì ngã và bị thương. Người dân phát hiện nên đưa Trình đến công an trình báo và đi cấp cứu. Công an thành phố Long Xuyên sau đó đã tiến hành khám xét căn nhà trên.